Mới lần xả chết mày với tao. Trời ơi. Mới lần xả quỷ này. Chết mày nghe mày. Còn cái thằng này nữa. Mày trấn lột đồ người ta phải không? Dạ không. Con có không có trấn lột, con bị lột mà chứ con không trấn. Ê. Dạ. Làm gì vậy? Dạ con đang giải củi. Ê mày trẻ gì bể gạch của tao hết. Đi ra ngoài kia trẻ mau lên. Dạ ra kia. Rồi cái thằng này bữa nay nó làm gì với ta? Ôi, thiệt tình. Tôi thấy thằng Chi á, nó được người được nết. Dạ. Tôi muốn cưới nó về cho con trai độc nhất của tôi. Mà nó sẽ là người quản lý vựa lúa nổi tiếng nhất lục tỉnh miền Tây Nam Kỳ. Nhưng mà... Không có nhưng mà gì hết. Tôi sẽ xóa hết nợ cho chị. Coi như tụi mình hứa hôn với nhau xong rồi đó. Còn cuộc sống của nó về sau sẽ lo cho nó đầy đủ, không thiếu thốn một thứ gì hết. Nó vẫn làm cái nghề thuốc theo ý của nó. Rồi xong. Ha, dạ chị ha. Chú ơi. Ba. Trời ơi, ba làm gì? Ba đi vô đây như thích khách vậy? Hên là con cầm thuốc, con cầm gạch là ba bể đầu hả? Giờ này mà con còn trụ ra đó hả? Ba đừng có tới đây ba phá chuyện của con nha. Ba cho người theo dõi con bé Gót. Biết con đang cưa cây thị nhà này. Ba bước sang đây gặp má nó tính chuyện hôn ước hai đứa luôn cho nó nhanh. Thôi, ba đừng có làm vậy nha. Cô Di là người tân thời á, cổ không có chịu cái kiểu mà ép gả đâu, cổ không chịu đâu. Vậy thì thôi đi về. Lúc tính đám kia là rộng lớn lắm, không thiếu nguyên nhân con lựa chọn đâu. Thôi, khó khăn lắm con mới kiếm được người ưng ý con. Ba cho con thêm thời gian đi. Tốt, tốt quá. Chú chào thì tốt quá, tốt. Bác cũng biết là mặt bác tốt hả? Không biết. Nhưng mà tốt lắm. Thật ra thì mặt tường của bác rất là tốt. Bác rất khỏe mạnh, không bệnh gì hết. Không. Bác bị sao vậy? Bác bị bệnh nặng thâm niên cô đây, lâu ngày không có khả năng chữa trị. Coi đông y sĩ coi bác lại giúp bác đi.